សួស្តីកម្ពុជាមាតុភូមិដ៏ជាទីនឹករលឹកសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនកូនដែលកំពុងតាមស្ដាប់នាទីអ្នកសួរខ្ញុំឆ្លើយសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យឧត្តមលោកគ្រូខ្ញុំលើកពាក្យឧត្តមលោកគ្រូមកប្រើព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាគ្រូពិតដែលដឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់សិស្សជាគ្រូបែបណាហើយខ្ញុំកំពុងតែរៀនក្នុងការដោះស្រាយរបស់សិស្សនឹងដែរហើយខ្ញុំដឹងថាក្នុងអតីតកាលជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនដំបូងនៃការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាមានភាពផ្ទុយពីអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់នៅពេលនេះដើម្បីពន្យល់អំពីឧត្តមគ្រូខ្ញុំសូមជូនសាច់រឿងមួយហើយជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំធ្លាប់ឮគេហៅព្រះពុទ្ធជាឧត្តមគ្រូតែសម័យឥឡូវនេះខ្ញុំសង្កត់ទៅឃើញថាពិតជាពិបាករកឧត្តមគ្រូបែបនេះរឿងតាក់ទងទៅលើតាមួយនឹងគាត់អង្គុយនៅលើបង់នៅតាមសួនច្បារណាមួយម្នាក់គាត់អង្គុយគ្រាន់តែមើលទេសភាពគិតពីជីវិតរបស់គាត់ដកដង្ហើមយកខ្យល់ត្រជាក់យកអាកាសធាតុដ៏ល្អដើម្បីបន្តការរស់នៅរបស់គាត់មួយថ្ងៃទៀតនៅពេលដែលគាត់កំពុងអង្គុយនោះមានកូនមានក្មេងម្នាក់អាយុ73បានមកជិតគាត់ហើយសួរគាត់ថាអ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំទេពាក្យអ្នកឯងនឹងមិនត្រូវទេបើយើងថាលោកតាស្គាល់ខ្ញុំទេអានោះបើយើងនិយាយពាក្យខ្មែរប៉ុន្តែពាក្យអង់គ្លេសវាយើងនៅតែតែឯងទាំងអស់នោះឯងហើយរឿងអាយុក៏ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរថាអ្នកស្គាល់ខ្ញុំទេលោកតាមើលទៅមុខក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគាត់កវីក្បាលថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេហើយបរោះក្មេងតបទៅវិញថាអ្នកជាគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូតាឃើញអញ្ចឹងសួរបកវិញចុះឥឡូវអ្នកឯងទៅជាស្អីទៅហើយបរោះក្មេងតបទៅវិញថាខ្ញុំក៏ជាគ្រូដូចលោកគ្រូដែរហើយគាត់ងាកមើលមុខសម្លឹងខំព្យាយាមគិតអំពីមុខនៃកូនសិស្សមួយហ្នឹងគាត់នឹកមិនឃើញដល់គាត់នឹកមិនឃើញក
quát xua thà hết ở vây ba chân ai phụ cử. Hết ở vây ba chân ai chùm rư mục nghị trị trị cử. Cô thà mốc ông phi bà rắc khám ơn tọc rồi bình thà mốc ông phi lực cử chi nẹ bằng hạt bằng riêng lực trực chất ở khi ông chàng trị trị cử. Lực cử mình bàn bằng hàng trăm thả ở khi em chẳng thua chỉ cử bằng tay sẽ cầm mà phía rồi bỏ lực cử mùi đoàn lúc. Bất chỉ thua ở khi em chẳng thua chỉ cử mền. Lực cử ta xua tọp được vinh thả cho. Ở hương ở vầy tứ đại thả khi em bằng hát bằng hà nè nè nòm nè ở tư chì cử. Bà rốt khmên chlai thà. Thằng ai mùi nu nơi khả nông vượt chìa lại, thằng nạ mùi khả nông vượt chìa lại. Miên khmên mà nè tiết, bà nì bà khom lọc mà nè tiết. Dục nì lì ca mốc xà la, dục mốc nạ riêng dàng xa át. Hai khuôn kê đề chì bà rọc khám mê nhé khuyên chẳng sở lãnh nê lê ca nâng ná. Có lùi bì đề mà chắc nê lê ca phích khuôn có lùi đã hào bài sân khâm đàn nâng bàn dục rộp kết tế bà rà. Mù sân trúc kroi mốc mà chắc nê lê ca lực đáy tư tu bật. Lúc rưu thà khuyên bắt nê lê ca. Đó có lực đáy trẻ tu bất lúc rưu thà khuyên bắt nê lê ca. Lúc rưu có thà, ok, mê nà nà khơi chế, ọt mê nà nà lực đáy, ọt mê nà nà sma chất dù mà chùn lúc rưu vinh. Hai ạc luôn bỏ rõ khám mê nhí, có thua chi mặt đặc. Tri vòng phót lúc rưu sa mra chất. Bất thuế ớt ôi nà nà trên trái cửa hai cột. Ôi còn sợ rằng ớt đi riêng chóm khuôn là cột nâng chạy cả bài cực cực nìa. Bọn tay chỉ mùi khi nữ lực rưu bật đâm ôi bạp ôi khmê nhỏ ớt bất nệ. Phụ cột nâng chạy hợp bài mà nẹ lời ớt ôi miên nà nà đăng khuôn. Mình ôi nà nà khơi. Rồi hai có chạy ở bài ưu cho chạy ở bài ưu lăng chạy bì mẹ nẹ tư mẹ nẹ đọc bì chạy mực đo bò rắc mê nế. Lúc rưu khơi nê lạc ca, khơi dụng nê lạc ca chạy bì cập bài ưu nẹ cầm lạc mê nhận tư, con sắc mê nhận tư. Đó dụ nê ca bắt hai có đai chạy to ra chết, có mình chụp chạy chạy to ra chóp. Hai tìm bằng phốt có prap ở đường ọc rịp bằng phân ếch. Hai có prap đường ọc rịp thả có rộp nê đề ca khơi hỏi. Còn hai mà chắc nê đề ca mà dụng nê đề ca vĩnh. Hai còn ai bị thân áp và chọc rưỡi có ai chân ọc rịp được chạy tam thò mà đà. Cái nông chất bà rọc khám ê nó phê ná. Phải ta ta lực cư nâng nâng dây sạch đầy gọt đàm mạch là. Ca bất lực cư ở sạch đầy gọt mà mặn. Bà rốt khám mê nhu kết hà. Đại sạch ca mạc phía bà bỏ lực cư chạy nê lê ca khuyên hỏi. Ở sạch đầy ơi, ở prap kê thà nà nà nạ lùi. Ở phư ơi. Khuôn bà rắc khám mê như khám mắc kế. Ní cư chư trùng vơ đọc bà bây vòng phót. Đại dương ai cài prai ở mình nước mà nẹ cài mình thư cầm hò khăn trò ra tiết. Đói mình chăm bạch bằng khóm. Đói mình chăm bạch chế sẽ đấy. Đói mình chăm bạch đã xem biết tên lưu khám mê nụ. Khâm xông chun mà đoàn tiết. Bà rắc khám mê nụ mình chạy thà. Cứu đàn là ơ.
crew that twer a got chunk twer a crew nung kum min kum nut bap ni. Ta yung chunk kai area bot con summon it. Min chump bite yung dat some feet. Slay oi chase lay white dumb chump tatty. Yung min beti crow umpy umpuhansa. Nam bite the sliding in the bam. Khiêm nơ khơn chẳng trở bằng khiêm nơ khơn thả khiêm cua để dốc rương ni một chùm riêp chùn. Bởi vì mất đánh ốc thả rương ni ốc chà nà. Bởi ông lý là những ốc chà nà khả mai ông lý hả thật so powerful. Ốc chà trong nà, ốc chà trong lục cru. Cột phía dìm nhu phía chạy học bài thằng ốc lý, ôi thằng ốc lý bật nếch. Hơi ពីរកឃើញនីលកាហើយគាត់អត់និយាយអ្វីទាំងអស់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានរណាជាអ្នកលួចនីលកាលើកលែងតែបរោះក្មេងដែលជាអ្នកលួចនីលកានឹងដឹងខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងគាត់ដឹងហើយគាត់ខ្មាស់ខ្លួនគាត់ខ្មាស់ត្រង់គ្រូស្រីឲ្យគ្រូអត់ស្រីឲ្យខ្មាស់ត្រង់គ្រូអត់ស្រីឲ្យធ្វើឲ្យគាត់គិតគោរពគ្រូគិតគោរព អំពីរបៀបអប់រំរបស់គ្រូនឹកឃើញទៅរឿងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងចាស់ចាស់ខ្លះដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយដែលខ្ញុំស្ដាយប៉ុន្តែទោះជាស្ដាយក៏ខ្ញុំនៅនិយាយថាខ្ញុំដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី ហើយជាដំណោះស្រាយមួយដែលខ្ញុំយល់ថាត្រូវនៅពេលនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើរឿងនេះដឹងទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងទៅដល់មាតាបិតាដល់កូនសិស្សម្នាក់ម្នាក់គួរតែយកទៅគិតមើលឧបមាបើយើងឃើញថាកូនសិស្សនឹងធ្វើអ្វីមួយខុសតើយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្ដីឲ្យទេ តើយើងមានពាក្យអ្វីអាចនិយាយជាមួយកូនសិស្សនឹងបានឲ្យល្អឲ្យត្រជាក់ឲ្យគ្រីកាយបានទេក្នុងករណីលោកគ្រូហើយនឹងអ្នកលួចនេះលកានឹងគាត់អត់និយាយស្អីទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងករណីឧបមាបើក្មេងម្នាក់និយាយក្នុងថ្នាក់ពេលដែលលោកគ្រូបង្រៀនតើយើងគួរដោះស្រាយរបៀបណា ដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់ការរៀនសូត្ររបស់ក្នុងថ្នាក់ហើយតដែលនឹងឲ្យក្មេងនឹងចេះកែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើវិធីជាច្រើននៅពីឆ្នាំមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យក្មេងចេញទៅឈរនៅមាត់ទ្វារខាងក្រៅឲ្យឈរគិតម្នាក់ឯង ថាតើហេតុអ្វីបានខ្ញុំឲ្យគេមកចូលនៅខាងក្រៅជួនកាលខ្ញុំឲ្យកូនតុកមួយឲ្យសរសេរជាតែងសក្តីមួយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឲ្យឯងមកសរសេរខាងមកអង្គុយខាងក្រៅខ្ញុំដឹងថាពេលដែលដកក្មេងចេញពីថ្នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងនេះខ្មាស់គេមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ស្ដីឲ្យក្មេងនេះមកគេមកឯង ព្រោះការស្ដីឲ្យវាធ្វើឲ្យគ្រីកាន់តែខ្មាស់គ្រីខ្លាំងតទៅទៀតចំណេញតែបន្តិចទេការស្ដីឲ្យនឹងគឺធ្វើឲ្យក្មេងដែលទីទីប្រយ័ត្នតែរឿងស្ដីឲ្យមកគេមកឯងខ្ញុំអត់ស្ដីឲ្យទេតើបងប្អូនយើងដែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅស្រុកខ្មែរអាចដោះស្រាយ ពីរឿងអេរីយ៉ាបត់របស់ក្មេងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចង់បានតើអាចរិះរោបវិធីណាមួយមកដោះស្រាយដើម្បីសំនិយាយសម្រួលបានឲ្យដោះស្រាយដល់សន្តិវិធីបានទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដែលខ្ញុំពីដើមមកពីដែលខ្ញុំបង្រៀនមុនដំបូងខ្ញុំតឹងតែងអញ្ចឹងមែន ខ្ញុំតឹងតែងរហូតដល់មានកូនសិស្សម្នាក់
ប្រហែលជា20ឆ្នាំក្រោយមកគេជួបខ្ញុំគេនៅតែចូលចិត្តខ្ញុំពេលនេះគេចូលចិត្តក្នុងនៅពេលគេជួបខ្ញុំនៅកន្លែងជាមួយនឹងគេជួបខ្ញុំព្រោះគេកំពុងតែចែកទូកមួយហ្នឹងអាម៉ាស៊ីនមួយដូចចែកទូកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទៅចូលចិត្តហ្នឹងចាំឲ្យគេចប់ជាធម្មតាខ្ញុំអត់ស្គាល់មុខគេទេឲ្យគេចប់អាចែកទូកហ្នឹងទៅគេងើបឡើងឈរមកខ្ញុំចូលទៅចែកទូកជំនួសគេវិញម្ដងវាដល់វេនខ្ញុំដល់វេនខ្ញុំចែកទូកទៅកំពុងតែចែកគាត់សួរថា Are you still 21?គាត់សួរថាតើអ្នកឯងនៅតែអាយុ21ឆ្នាំអញ្ចឹងណាខ្ញុំឮប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងថានឹងជាម៉ូដប៉ះនៃថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំព្រោះកូនសិស្សពួកខ្ញុំនឹងដឹងថាខ្ញុំតែងតែប្រកាសថាខ្ញុំឆ្នាំណាក៏21ដែរកាលពីរៀនបង្រៀននៅ84ក៏ខ្ញុំអាយុ21រហូតដល់ខ្ញុំបង្រៀននៅឆ្នាំ2014ក៏អាយុ21ដល់អញ្ចឹងគេយកអាពាក21ហ្នឹងវាទៅជាពាក1បង្អាប់គ្នានេះនិយាយលេងអញ្ចឹងតើដល់កូនសិស្សសួរខ្ញុំថាអ្នកឯងនៅ21ដដែលមែនទេខ្ញុំក៏លើកមើលទៅមើលអត់ស្គាល់ថាបើអញ្ចឹងមានតែឯងជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហើយម្នាក់ហ្នឹងងល់ក្បាលបន្តិចលោកដៃមកចាប់ខ្ញុំហើយក៏ថាខ្ញុំឈ្មោះ Thomas អង្ការដែលខ្ញុំរៀនជាមួយនឹងអ្នកឯងគេហៅខ្ញុំលោកគ្រូទេហើយអ្នកឯងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកឯងមិនតិចអឺអ្នកឯងតាំងដាក់ខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែគណិតដែលអ្នកឯងបង្រៀនខ្ញុំហើយនឹងការអប់រំអ្នកឯងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅជាអ្នកបកាយគណិតនៅពេលនេះព្រោះឥឡូវខ្ញុំជា manager ជាមេដឹកនាំមួយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទឈ្មោះ Verizon ខ្ញុំលឺប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមើលមុខ Thomas អត់ស្គាល់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានទទួលរង្វាន់អំពីកូនសិស្សចាស់ម្នាក់អតីតកូនសិស្សមានកូនសិស្សចាំអតីតកូនសិស្សជារង្វាន់ដ៏ល្អបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្នកទិញណានឲ្យខ្ញុំក៏អត់សប្បាយចិត្តដូចអ្នកនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកនិយាយថាពេលដែលអ្នករៀនជាមួយខ្ញុំអ្នកស្អប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំតាំងតែងដាក់អ្នកខ្ញុំគៀបអ្នកឲ្យអ្នកខំរៀនទីបំផុតអ្នកស្រឡាញ់នឹងការបង្រៀនអប់រំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានសួរធម្មតាពេលហ្នឹងថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដាក់ពួកគេអឺដាក់គេប៉ុន្តែអឺខ្ញុំគាត់នឹងដឹងថាខ្ញុំជាគ្រូតាំងតៃប៉ុណ្ណោះដល់ក្រោយមកទៀតមិនប្រមាណឆ្នាំប្រហែលជា5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានជួបកូនសិស្សមួយក្រុមគ្នាគេប្រហែលជា3នាក់នៅហាងលោកមហោបហើយពេលដែលខ្ញុំដើរមកឈរចិត្តចំកន្លែងលោកមហោបហ្នឹងកន្លែងទីគិតលុយហ្នឹងមានស្រីម្នាក់នឹងមកខ្ញុំហើយអ្នកគិតលុយស្រីដែរហើយមានកូនសិស្សអីអ្នកមកដល់ស្រីដូចលេខមានលក្ខិលក្ខាដូចថាអឺលហលអញ្ចឹងណាមកស្រីសួរខ្ញុំថាអូអូលោកយីរឿមមីខ្ញុំលឺអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លេចទៅមើលអត់ស្គាល់ម្នាក់សពេចសពិលពីព្រោះកូនសិស្សអត់បាយពីខ្ញុំយូរហើយទេហើយម្នាក់នឹងថាអ្នកឯងជាគ្រូគណិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាអូយេសខ្ញុំថាហ្នឹងហើយថាប៉ុន្តែអ្នកឯងចាំទេអ្នកឯងដេញខ្ញុំចេញពីថ្នាក់ណាឯងនៅថ្ងៃទី1នៃអឺនៃពេលចូលកងបាននៃថាម៉េចពួកហ្នឹងមករៀនខ្ញុំនៅថ្ងៃទី1វាមកដល់វានិយាយច្រើនពេកវាអត់ចេះស្ដាប់ខ្ញុំ
mình men đánh chênh mình ao riến xem ao trở chôn nơi càng cài thế nào hai mình nhận đang chăm đó con sai gì phải chẳng chẳng là ô quân làm ăn chưa rụng lực hai nè anh nơi để khăn là khi mình thế khi mình suốt trăng ngày nhem cái ắt khăn thế pro ai lấy khi mình nơi cầm phong là riêng nơi sài gòn bờ thiên lai proof nè anh chỉ nè ấp rụng là lo mùi để rừng khi mình cà pi khi mình chỉ còn sân nè khi mình cho chuyện nè phần tai ai lấy khi mình vô tha đâm lại nè cả ấp rụng là bọn nè miền quân phía bên nào để thu ở khi mình không mình to cả riêng số là không mình đọc này ai lấy dân kịch mới khi mình đăng thác khi mình tăng về để khi mình riêng còn tại ta khi ông miền thứ ba còn không miền này phải chặt kháng khi ông mình chấp tại khi ông đó còn sẽ trên biển thân ạ Obama có phong để riêng hai này dễ cái sai vô và bình nâng khi ông mình ai từ đây ở mình đã nâng chậm nay pì khát pì lấy khi ông còn được bỏ lại hai ở trên cho chỗ đang cài hai mươi sáu tuổi khi ông trên cho xuống được với trong thời riêng mình thế bởi chóng khi em dùng mềm đáy mũi đã ở mềm này chẳng ổn đáy mũi đã lên mọt chấm ra bỏ sáng ngặt nâng cứ chi bị thi mũi khi em ổn bách sáng đầy ai thì phần tay bê khắc em sáng đầy ai đây mà mềm thì phần tay sáng đầy ai thì mà nẹt rồi mà nẹt ổn sáng đầy ai cứ đúng cái năng lượng mũi kỳ thì đây khi em nơi ta xa xa rương thi mũi để khi em lấy dây ổng phí lực cừu ta mà nè đại quật chụp con sạc quật đại rô khơi nè lùi nè là cả hai quật mình đây ao mà mặt nắng trăng chấm lạnh nâng thưa khiêm kịch hà quật nâng chịu đâm mà cừu phu khiêm thưa ở bàn khiêm thưa nâng bàn đôi quật hai khiêm vô tha được biết quật nâng chia được biết đó là o bằng phật đại chúng vô tha kêu dương được học đi cứu để riêng tam quật mình tại bên ông miền nam miền ta có đôi khi là đôi khi ông xa là gì bà con thôi khóc ta bất chỉ khi chẳng thôi khóc rồi giờ thôi khóc đòi xa ở chợ ta na ti mui con thôi chán sẽ bài chán ta câu một trong thẩm đại trà nâng mình thế chuôn ca đã xa khní ọt miên ca phía sau khní ọt đăng căn đầy căn trà này về đầy đầy là ớ rư cái trà mà là ớ căn tới nghĩa đầy khăn phía vừa là ớ vừa là bộ trà rất là bài tập hơi mai ở khắp bài con phú khiếm chưa thả bởi dương này dư cho mùi con là lỏ bây giờ bà con đại con ai là đại con ai sao những căn chán mà là chẳng ai không ao miên chiết vụ nên này không ao miên chiết khăn bằng hát bằng hang con không ao bài chán to đặc biệt phần mình chẳng cái bài con hỡi bà xin chị con đã chán được lại nàng muối mai ở trời chọn chán bài vĩnh vô trụ con này tham mấy cái đại chán này mấy cái con ai phư đại cha này cái lại đó rương dương chỉ mai ở ắt khóc vì con thứ bảy cha bắt tu con thứ bảy cha đọc luôn ai chọn cha bảy bắt tu tha con đại cha khó cái lại lúc nãy chi mẹ đa khi mình hiện Phật đại lục guru thì khi con đã sinh khâm ra lục guru là guru vô trong lạch năng vừa được kết mở thả ta dương minh về thi đó sai này hệ đi giáo bắt ra bà con đào sân tệ về thi đào trở chuyện đào mình chăm bắt chế đây đào mình chăm bắt vay đào mình chăm bắt cướp dạng khi đăng hơi thập bi khla dương trời để tăng đạp còn tài tăng mình men ban này thì dùng trời từ vài vía trời từ chi vía thì khi ông có tăng này mình men khi mình tăng thì tại bi khla khi tăng khi ông tu cho đó sai mình chính khi ông tu rồi sắp đến chơi mẹ ơi một chút khi ông
ដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហារបស់សិស្សខ្ញុំត្រូវទៅដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យម៉ែឪមកជួយខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើដូចលោកគ្រូនឹងទេលោកគ្រូដែលចាប់បានលេខហើយអត់និយាយអីប៉ុន្តែនឹងជាវិធីដោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីដោយមិនបាច់ជេរស្ដីក្មេងបើនិយាយពីម៉ែឪម្ដងទៀតខ្ញុំឧស្សាហ៍តែលើកឧទាហរណ៍នឹងមកសួរ ថាចុះបើម៉ែឪធ្លាប់មានម៉ែឪនៅរស់ជាមួយដែរឧបមាគាត់មានកូនរៀននៅសាលាបើកូនគាត់ខុសអ្វីកូនគាត់ក៏ស្ដីកូនគាត់ខ្ញុំសួរម៉ែឪវិញចុះបើខ្លួនគាត់រកស៊ីខាតឧបមាលេខតុងទីនចាញ់មកគេអបមានអបមានចឹងទៅតើយើងចង់ឲ្យម៉ែឪយើងមកស្ដីជេរឲ្យយើងជេរច្រាស់យើងឬយើងចង់ម៉ែឪឲ្យមុននិយាយឲ្យល្អដាក់យើង ម៉ែឪណាដូចជាម៉ែឪណាដែរគាត់លើកដែរគាត់ចង់ឲ្យម៉ែឪគាត់មិននិយាយជាមួយគាត់ដល់ទៀតល្អគឺបើខ្ញុំសួរតែម៉ែឪតតទៅទៀតថាចុះបើកូនអ្នកវិញហេតុអ្វីបានជាខុសគ្នាហេតុអ្វីបានជាខុសយើងចាំបាច់វាយវាមិនក៏មិននិយាយល្អដែរតើកូនយើងខុសពីយើងវាមិនយើងយល់ថាកូនយើងនៅក្មេងតតបាយបានប្រចាំ ខ្ញុំលើកចំណុចនឹងមួយសូមជម្រាបដល់មេដាបិតាសូមមេត្តាពិចារណាមើលហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ទៅឲ្យកូនយើងបើកូនយើងធ្វើខុសបើគ្នារៀនធ្លាក់ទោះជាធ្លាក់ដោយខ្ជិលធ្លាក់ដោយវិធីណាក៏ដោយក៏គួរតែរកវិធីពន្យល់ណែនាំឲ្យកូនខំរៀនបើសំពោះលោកគ្រូវិញខ្ញុំអាចជួយប៉ុណ្ណេះដែរ ឧបមាបើលោកគ្រូមានធ្វើអ្វីមួយខុសលោកគ្រូបង្រៀនទៅដូចថាមិនបានល្អនាយកសាលាមកឃើញគាត់ហៅយុទ្ធសិលាជេរច្រាស់ឬគាត់ហៅទៅពន្យល់ពាក្យល្អតើយើងចង់បានមួយណាធម្មតាបើលោកនាយកហៅមន្តនិយាយពាក្យទន់ភ្លន់ពាក្យល្អយើងសម្រេចចិត្តយើងនឹងកែព្រោះ គាត់និយាយទន់ភ្លន់គាត់ដូចជាអង្វរយើងឲ្យកែអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងចុះបើជាមួយកូនសិស្សយើងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចុះបើយើងនិយាយទន់ភ្លន់ដែរទៅមិនបានរោគវិធីពន្យល់ដោយសន្តិវិធីបានឬទេមុននឹងបែកគ្នាខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជួបតែសុខសុខសុខសេរីសួស្តី ជារៀងតទៅសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា